Tại bò tôi chiến chào quý khách, hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2022. Bò chuẩn bị lên xe giao cho khách này ở bên Khánh Tân. Rồi bắt bò cờ bắp đứng xe bìa. Còn anh chị khách này ở ngoài cổng tạo vô xem bò. Bò chuẩn bị lên xe. Còn nguyên cái lô bò này giao về khách Tiền Giang. Khách này đi giao 8 con.